Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Trước khi đến với chủ đề chính của chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi phần tổng hợp một số thông tin đáng chú ý tuần qua. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng chậm lại trong năm 2019 trong bối cảnh các nhà sản xuất ngoài OPEC thúc đẩy kế hoạch bơm thêm dầu ra thị trường, trong lúc nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Ả Rập Xê Út cắt giảm sản lượng khai thác do quan ngại thị trường rơi trở lại tình trạng dư cung. Cuối tuần trước, Nhà Trắng đã thông báo về việc tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép và nhôm từ Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho giá trị đồng lira rơi xuống mức thấp kỷ lục. Đáp lại, ngày 15 tháng 8, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã ký ban hành sắc lệnh nâng mức thuế quan đối với ô tô khách nhập từ Mỹ thêm 120%, đối với sản phẩm đồ uống có cồn thêm 140% và thuốc lá thêm 60%, cùng với một số mặt hàng khác, bao gồm mỹ phẩm, gạo và than đá. Phần lớn các sản phẩm công nghệ Huawei và ZTE sẽ bị cấm sử dụng trong các cơ quan chính phủ và các nhà thầu của Mỹ. Lệnh cấm này là một phần của đạo luật chi tiêu quốc phòng NDAA được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành ngày 13 tháng 8. Ngày 15 tháng 8, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào công ty Dalian Sunmoonstar International Logistics Trading có trụ sở ở Trung Quốc và công ty Profitnet ở Nga vi phạm lệnh cấm vận kinh tế Triều Tiên, trong bối cảnh Washington đang tìm cách duy trì sức ép đối với Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của nước này. Quan hệ Hàn Quốc-Triều Tiên lại đang chứng kiến những tiến triển tích cực khi hai bên vừa nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới, sau hai cuộc gặp vào các ngày 27 tháng 4 và 26 tháng 5, đều tại làng đình chiến bản Môn Điếm. Thưa quý vị, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á đã kỷ niệm quốc khánh lần thứ 73 vào ngày 17 tháng 8. Nhân sự kiện này, mời quý vị cùng tìm hiểu về nền kinh tế Indonesia, quốc gia vừa cán mốc tổng sản phẩm trong nước GDP 1.000 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017 và mối quan hệ với Việt Nam. Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, có hơn 17.500 hòn đảo lớn nhỏ nằm giữa lục địa châu Á và châu Đại Dương, nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương. Nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới, Indonesia được thừa hưởng một nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. Do vậy, Indonesia có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển một nền kinh tế đa thành phần, cũng như cho xuất khẩu hàng hóa. Kể từ khi lên cầm quyền từ tháng 10 năm 2014 đến nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã thực hiện chính sách đẩy mạnh phát triển cơ sở tầng nhằm kích thích kinh tế phát triển trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực tăng trưởng chậm lại. Hiện Indonesia là quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới, đồng thời là nền kinh tế có tốc độ phát triển cao và là thị trường lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Năm 2016, Indonesia trở thành một trong 10 quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,2%. Giám đốc World Bank tại Indonesia, Rodrigo Chavez nhận định, nền kinh tế đất nước vạn đảo vẫn có thể tăng trưởng mạnh hơn với các yếu tố hỗ trợ tối ưu như môi trường bên ngoài thuận lợi, nền tảng kinh tế mạnh mẽ và tiến bộ trong cải cách cơ cấu. Trong khi đó, theo các chuyên gia kinh tế thế giới, đến năm 2020, Indonesia sẽ trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển lớn thứ 10 trên thế giới và tới năm 2030, nước này sẽ trở thành cường quốc kinh tế lớn thứ 5 thế giới. Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Indonesia trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, hàng không, văn hóa, giáo dục, đào tạo và du lịch đã phát triển mạnh mẽ không ngừng, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Mời quý vị cùng gặp gỡ Đại sứ Indonesia Ibnu Hadi để làm rõ hơn về mối quan hệ song phương này. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình Thế giới sự kiện ngày hôm nay. Tôi thấy rất vinh hạnh. Cảm ơn VITV đã mời tôi tham gia chương trình. Ngày 17 tháng 8 đánh dấu 73 năm ngày kỷ niệm quốc khánh Indonesia. Vậy Indonesia đã kỷ niệm sự kiện này như thế nào, thưa Đại sứ? Ngày 17 tháng 8 đánh dấu 73 năm ngày kỷ niệm quốc khánh Indonesia. Đây là một sự kiện vô cùng trọng đại đối với đất nước và người dân Indonesia. Ở đất nước chúng tôi, thông thường có rất nhiều hoạt động được tổ chức, ví dụ như hoạt động thể thao hoặc liên lạc. Chúng tôi sẽ tổ chức vô số hoạt động từ cấp phường trở lên, do đó không khí ăn mừng ở Indonesia rất rộn ràng. Trong khi đó, ở Việt Nam, đặc biệt ở Hà Nội, Đại sứ quán Indonesia sẽ tổ chức các hoạt động tương tự như ở Indonesia, song với quy mô nhỏ hơn. Chẳng hạn, cùng là hoạt động thể thao, nhưng tại Hà Nội, chúng tôi sẽ tổ chức theo hình thức nghiêng về gặp gỡ, giao lưu. Chúng tôi đã tổ chức các trò chơi như bowling, cùng nhau đi bộ. Đây đều là những hoạt động vô cùng thân thiện. Those activities.
Ông có thể giới thiệu qua về nền kinh tế Indonesia cho khán giả VTV được biết. Theo tôi, nền kinh tế Indonesia đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng tốt, tương tự như Việt Nam, cũng là một quốc gia có tốc độ tăng trưởng ấn tượng không kém. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng của Indonesia trong năm 2017 đã đạt mức 5,02%. Trong năm 2018, chúng tôi đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế là 5,5%. Ngoài ra, quan hệ thương mại song phương giữa Indonesia, Việt Nam cũng ghi nhận nhiều tiến triển tích cực. Như bạn đã biết, hai quốc gia đã đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Và trong năm ngoái, con số mà Việt Nam và Indonesia đã đạt được là gần 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 16,3% so với năm 2016. Chưa dừng lại ở đó, trong 6 tháng đầu năm 2018, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và Indonesia đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, tương đương mức tăng khoảng 24%. Nếu động lực tăng trưởng này vẫn còn tiếp diễn, tôi lạc quan rằng tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước sẽ cán mốc 8 tỷ đô la Mỹ tính đến hết năm nay. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực thương mại là 20%. Do đó, đứng trên quan điểm thương mại, đây là một tín hiệu hết sức tích cực. Còn trên quan điểm đầu tư, rất nhiều doanh nghiệp ở Indonesia đang có ý định rót vốn đầu tư tại Việt Nam, trong đó có các lĩnh vực như tài sản, công nghiệp, bất động sản và đặc biệt trong lĩnh vực hàng không. Bởi đất nước bạn đang thiếu hụt số lượng lớn phi công, trong khi đó ở Indonesia, chúng tôi có các trường đào tạo phi công. Do đó, chúng tôi có thể khuyến khích các phi công Indonesia đến làm việc và hỗ trợ các hãng hàng không của Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet, Jetstar. Bên cạnh đó, lĩnh vực trao đổi văn hóa giữa Việt Nam và Indonesia cũng được tổ chức một cách thường xuyên. Ngoài ra, hoạt động du lịch giữa Indonesia và Việt Nam cũng diễn ra vô cùng tích cực. Trong năm ngoái đã có tới 100.000 người dân Indonesia ghé thăm Việt Nam, và ngược lại, có khoảng 60.000 du khách Việt Nam tới thăm đất nước chúng tôi. Tôi hy vọng con số này sẽ tiếp tục gia tăng, bởi Việt Nam là một điểm đến vô cùng hấp dẫn trong mắt người dân Indonesia. Nhìn chung, các hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch cũng như công nghiệp dịch vụ giữa hai nước đều diễn ra hiệu quả. Ngoài ra, không thể không nhắc đến việc công ty cung cấp dịch vụ đặt xe trực tuyến ở Indonesia, tương tự như Grab là Gojek, cũng đã có mặt tại Việt Nam. Ở Việt Nam, dịch vụ này sẽ lấy tên là GoViet. Trong tương lai gần tại Hà Nội, bạn có thể thấy một số lượng lớn xe máy GoViet. Indonesia đã nhận được những lợi ích gì từ việc gia nhập ASEAN thưa ông? Indonesia và Việt Nam đều là thành viên của ASEAN. Điều này không chỉ đem đến những lợi ích nhất định đến cho Việt Nam và Indonesia nói riêng, mà còn cả những quốc gia khác thuộc ASEAN. Thứ nhất, chúng ta đều là những quốc gia láng giềng, có vị trí lãnh thổ nằm gần nhau. Do đó, việc hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác với nhau là một điều hợp lý trước khi tiến hành hợp tác với các nước khác có vị trí địa lý xa xôi hơn. Thứ hai, Việt Nam và Indonesia đều là những quốc gia có tốc độ tăng trưởng khá tương đồng. Do đó, chúng ta đều hiểu rất rõ về nhau. Chính vì vậy, hai nước cần tăng cường trao đổi liên lạc, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác cùng phát triển. Ngoài ra, việc tăng cường các cơ hội hợp tác và hỗ trợ từ các quốc gia phát triển bên ngoài ASEAN, tiêu biểu là châu Mỹ hay châu Âu, cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Indonesia. Có thể nói, việc gia nhập ASEAN đã đem lại lợi ích lớn cho cả Việt Nam và Indonesia, bởi các nước ASEAN đã cùng nhau xây dựng nên một cộng đồng chung, trong đó có cộng đồng kinh tế chung ASEAN hay cộng đồng chính trị, văn hóa và xã hội chung ASEAN. Đại sứ có thể nói điều gì đó về vai trò của Indonesia trong việc thúc đẩy hội nhập thương mại đa phương ASEAN? ASEAN là một cộng đồng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Indonesia. Nó đóng vai trò là chiếc xương sống trong việc hoạch định các chính sách ngoại giao cũng như kinh tế của đất nước chúng tôi. Chính vì vậy, Indonesia luôn hy vọng có thể xây dựng và phát triển ASEAN như là một nơi mang lại sự gắn kết thực sự giữa tất cả các quốc gia thành viên. Theo đó, mọi quốc gia có thể chia sẻ các giá trị và tầm nhìn chung, cũng như các kinh nghiệm quý báu, nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là cùng nhau tăng trưởng, đem đến sự thịnh vượng, cũng như nâng cao chất lượng sống và cải thiện thu nhập của người dân. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của ASEAN. Với tư cách là đại sứ Indonesia tại Việt Nam, ông cảm nhận sự hợp tác giữa hai nước trong việc giải quyết các vấn đề ASEAN và thế giới như thế nào? Tôi nghĩ, dựa trên lịch sử hợp tác, Việt Nam và Indonesia có nhiều điểm tương đồng. Chúng ta là những quốc gia chiến đấu giành độc lập. Chúng ta đã chiến thắng mà không có sự hỗ trợ từ bất cứ ai. Indonesia giành được độc lập vào ngày 17 tháng 8 và Việt Nam giành độc lập ngày 2 tháng 9, cùng vào năm 1945.
Dựa trên nền tảng này, chúng ta cùng chia sẻ chung giá trị về ASEAN. Việt Nam và Indonesia đã và đang hợp tác với nhau để cùng giải quyết các vấn đề trong ASEAN và trên thế giới. Chúng ta đang đối mặt với một số vấn đề như Biển Đông, vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và nhiều vấn đề khác nữa mà hai nước cần cùng hợp tác. Chúng ta cũng cần nhớ rằng Indonesia là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giai đoạn 2019-2020 và Việt Nam sẽ là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giai đoạn 2020-2021. Và theo đó, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác để đóng góp cho sự hòa bình và thịnh vượng trên thế giới. Từ khi Việt Nam và Indonesia thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 6 năm 2013 đến nay, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu cả về chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao, ký nhiều thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa. Hai bên hiện nay đã ký hơn 30 hiệp định trên nhiều lĩnh vực và thường xuyên trao đổi thúc đẩy hợp tác tại diễn đàn quan trọng là Ủy ban Hợp tác về Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Hợp tác song phương. Chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30 tháng 12 năm 1955, 63 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Indonesia đã không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Tại kỳ họp thứ 3 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia hồi tháng 4 năm 2018, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi đã nhất trí cho rằng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam-Indonesia đang phát triển tốt đẹp và hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Nhằm phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương hai chiều lên 10 tỷ đô la Mỹ, hai bên nhất trí sẽ ký các thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan về kinh tế thương mại, công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn hàng hóa, kiểm nghiệm, kiểm dịch an toàn thực phẩm, tăng xuất nhập khẩu các mặt hàng bổ trợ cho nhau, đồng thời giải quyết nhanh các vướng mắc nảy sinh ảnh hưởng đến hợp tác thương mại giữa hai nước. Hai bên đã có các cơ hội để thúc đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải và thủy sản. Bên cạnh đó, hai bên cũng đã tăng cường việc kết nối giữa hai nước bằng việc tăng tần suất các chuyến bay thẳng từ Jakarta tới thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố khác của Việt Nam sau này. Cùng là những nền kinh tế đang trỗi dậy và phát triển nhanh chóng, trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực gặp nhiều khó khăn và có nhiều diễn biến phức tạp, trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Indonesia vẫn có những bước phát triển đáng khích lệ. Kim ngạch thương mại tăng trưởng đều đặn ở mức 6,5% một năm trong giai đoạn 2012-2016. Thương mại hai chiều năm 2017 đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Hợp tác về đầu tư giữa Việt Nam và Indonesia cũng được đẩy mạnh và ngày càng hiệu quả. Indonesia hiện là nhà đầu tư đứng thứ 5 trong ASEAN và thứ 30 trong tổng số 105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 59 dự án và tổng số vốn đạt gần 500 triệu đô la Mỹ. Việt Nam cũng có 7 dự án đầu tư sang Indonesia trong lĩnh vực khai khoáng, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa và thông tin truyền thông. Du lịch cũng là lĩnh vực hợp tác hiệu quả và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai giữa hai nước. Du lịch giữa Việt Nam và Indonesia trong năm qua thì đã đạt được cái sự mà tăng trưởng rất là ấn tượng. Cụ thể tính từ cuối tháng 12 năm 2012, khi Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay thẳng giữa Jakarta và thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thì lượng khách Indonesia và Việt Nam đã tăng 50%. Con số này đối với cả khách Việt Nam mà sang Indonesia đạt được con số tăng gấp đôi. Tôi tin là trong thời gian tới thì số lượng khách này sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa. Hàng năm có khoảng 60.000 du khách Việt Nam đến Indonesia và khoảng 100.000 du khách tới Indonesia đến thăm Việt Nam. Trong năm nay, quan hệ Việt Nam-Indonesia đã có những điểm gì đáng chú ý thưa ông? Năm nay, thứ nhất là về mặt kinh tế, hai nước đã có những bước đột phá lớn như tôi vừa đề cập ở trên. Về mặt thương mại, hai nước đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao 24%, cũng như đã có nhiều công ty Indonesia đang đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Và ngược lại, cũng đã có nhiều công ty Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu hàng hóa sang Indonesia. Điều thứ hai, năm ngoái, tháng 8 năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sang thăm Indonesia.
Đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư của Việt Nam thăm Indonesia sau hơn 40 năm. Đây là một bước tiến lớn cho quan hệ hai nước. Điều này thể hiện rằng quan hệ hai nước ở cấp cao đã đạt được một sự tiến bộ. Và tôi tin rằng các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, hai nước sẽ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa. Bởi Tổng thống của chúng tôi sắp sang thăm Việt Nam, tôi tin rằng điều này sẽ tạo động lực mạnh mẽ. Và tôi phải nói rằng, 6 tháng đầu năm nay, mọi lĩnh vực tôi vừa đề cập cũng đã phát triển rất tốt rồi. Những rào cản nào còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước thưa ông? Tôi nghĩ thách thức mà quan hệ hai nước đang phải đối mặt vào thời điểm này, đó là, thứ nhất, đó là sự kết nối. Tôi muốn nhìn thấy nhiều sự giao lưu giữa hai nước hơn, bao gồm kết nối hàng không, kết nối đường thủy. Hai lĩnh vực này thật sự cần được cải thiện. Bởi vì với việc tăng cường kết nối hàng không, có thể giúp tăng cường giao lưu nhân dân, doanh nhân có thể đi lại nhanh hơn giữa hai nước. Với kết nối đường biển, điều này quan trọng là vì liên quan đến trao đổi hàng hóa. Nếu chúng ta có thêm nhiều kết nối, việc trao đổi hàng hóa sẽ thuận lợi hơn. Vấn đề thứ hai, tôi muốn nhìn thấy hai nước có các cuộc trao đổi thường xuyên hơn, chặt chẽ hơn. Không chỉ G2G, chính phủ với chính phủ, mà còn G2P, chính phủ và tư nhân, và P2P, tư nhân và tư nhân. Giữa hai nước đã có một số cuộc trao đổi về việc này, nhưng tôi muốn hai bên trao đổi chặt chẽ hơn. Nếu chúng ta cải thiện được những điểm này, quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ cao hơn rất nhiều. Được biết Tổng thống Indonesia sắp thăm Việt Nam vào tháng tới nhân sự kiện WEF, ông có thể cho biết ý nghĩa và các hoạt động dự kiến của Tổng thống lần này? Vâng, thứ nhất, Tổng thống của chúng tôi, ông Joko Widodo, kể từ khi nhậm chức đến nay vẫn chưa thực hiện chuyến thăm chính thức tới Việt Nam. Năm ngoái, ông ấy đã thăm Việt Nam, nhưng chỉ tham gia vào sự kiện APEC. Nhưng ông ấy sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 9 này. Đây là một sự kiện quan trọng, cho thấy trong số các nước ASEAN, quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia hết sức mật thiết. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, điều này sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược mà hai nước ký vào năm 2013, và cho thấy chúng ta có thiện chí thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược này trong tương lai, bởi chúng ta là đối tác quan trọng của nhau. Bên cạnh đó, Tổng thống Widodo cũng sẽ tham gia Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF về ASEAN do chính phủ Việt Nam tổ chức. Tôi nghĩ sự kiện này hết sức quan trọng. Tại sao ư? Bởi WEF có chủ đề về ASEAN và cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng, không chỉ với Indonesia, không chỉ với Việt Nam, mà toàn bộ khu vực. Bởi chúng ta xem ASEAN là một trung tâm sản xuất chung để sản xuất các hàng hóa cho khu vực, một khối thống nhất, và ngành công nghiệp 4.0 sẽ diễn ra trong mọi lĩnh vực. Do vậy, đây là một chủ đề quan trọng, và Tổng thống của chúng tôi sẽ tham gia để thể hiện sự quan trọng này. Chuyến thăm này sẽ tác động thế nào đến thương mại hai nước thưa ông? Tất nhiên, chuyến thăm này sẽ củng cố hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Indonesia. Như tôi đã nói, Tổng thống sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới ASEAN 4.0 và có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi dự kiến ông sẽ mở một diễn đàn doanh nghiệp nhân chuyến thăm này. Với diễn đàn này, chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. Dự kiến diễn đàn này sẽ có sự tham dự của 300 doanh nghiệp từ Indonesia và Việt Nam. Chúng tôi sẽ thảo luận về nhiều vấn đề, tiềm năng mà Việt Nam và Indonesia có thể tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hợp tác. Ngoài ra, Tổng thống cũng sẽ chứng kiến một số hợp đồng hợp tác mới được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước. Theo đó, tôi tin rằng diễn đàn doanh nghiệp này sẽ là một động lực mới cho doanh nghiệp Việt Nam và Indonesia trong tương lai. Một lần nữa, cảm ơn ông đã tham dự chương trình Thế giới Sự Kiện và chúc ông những điều tốt đẹp nhất nhân dịp Quốc Khánh. Vâng, cảm ơn những lời chúc của bạn. Với những chia sẻ vừa rồi của Đại sứ Indonesia tại Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã đem đến cho quý vị cái nhìn đầy đủ hơn về quan hệ Việt Nam-Indonesia. Đến đây, chương trình Thế giới Sự Kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.